Ê, ăn bánh đi, bánh tôi mới làm hôm qua. Thôi tôi không ăn đâu, còn có 10 phút nữa là vô diễn rồi, trễ. Thôi mà ăn đi, năn nỉ á. Hôm nay làm bánh với tôi nữa trời. Cắn một cái thôi cũng được. Vui chưa? Cố lên, cố lên. Trời ơi, bà làm gì vậy? Không biết ngại hả? Có gì đâu, tôi đâu có ngại đâu. Cấm nha, cấm mang cái này vô trong đó nghe chưa? Ngại muốn chết, tôi ngại nè. Cương, chuẩn bị. Dạ. Tôi vô đây. Ê, ê, cố lên nha, cố lên. Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có một bức tượng thần rất linh thiêng. Người dân trong làng rất kính trọng và tôn thờ. Đặc biệt, có một cô gái mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cô phải sống cùng mẹ kế rất lam lũ vất vả. Tuy gia cảnh bần hèn, nhưng sâu trong tâm cô luôn luôn thánh thiện. Hằng ngày, cứ mỗi chiều về, cô đều lại đến bên bức tượng để cầu nguyện. Tượng thần ơi, buồn quá à. Dì ghẻ bắt con ra đồng để bắt cá vào cho dì ghẻ. Nhưng khổ nổi, trời nắng hạn hán như thế này, nước thì rút cạn. Con lấy đâu ra cá để đưa về cho dì đây tượng? Nếu mà không có cá đưa về, chắc dì đánh con chết mất. Tượng ơi, con phải làm sao đây tượng? Tượng ơi, dì ghẻ kêu con đi về rồi. Để lần sau con ra tâm sự với tượng tiếp nha. Đau bụng quá, phải đi ỉa thôi. Tượng thần, ta là hoàng đế nước Diên Hồng, tự là Tuệ Lâm. Cảm ơn người vì đã ban những ân huệ cho triều đại nhà ta, giúp cho triều đại ta được an khang thịnh vượng. Nay một mùa màng hạn hán sắp kéo tới, ta xin người ban cho mưa thuận gió hòa, vạn sự hanh thông. Ta tạ người. Ta tạ. Nàng có nguyện ý ở bên ta đến trọn đời không? Thiếp xin thề trước pho tượng thần này, nguyện một đời thủy chung bên chàng. Ta yêu nàng. Ta yêu nàng. Ta là thần đây. Cường ơi, cái này đâu có trong kịch bản đâu. Các ngươi dám khi quân phạm thượng trước mặt ta hả? Ta sẽ cho các ngươi một bài học. Ta sẽ trừng trị các ngươi.
Chính ngài, chính ngài, ta đã phụng cúng cho ngài bao nhiêu năm nay, ngài lại không hiển linh, để làm thất thoát mùa màng, hạn hán thì kéo dài. Hôm nay tôi quyết định sẽ phá pho tượng này để trả thù cho lòng dân. Chàng nói chàng thôi dừng tay lại đi, chàng đừng bán bỏ thần linh nữa. Không, ta không dừng tay lại. Bạn tránh ra. Chàng đừng có làm như vậy mà. Chàng đừng có xúc phạm bán mũi thần linh như vậy nữa. Chàng có biết lúc nhỏ thiếp đã phải sống trong khổ cực, mỗi lần như vậy chỉ có thần linh mới là người lắng nghe thiếp tâm sự không? Ai nói đúng hơn, thiếp xem thần linh như người thân của thiếp vậy đó. Nếu chàng có như vậy hoài là sẽ bị trời đánh đó. Phải đi ỉa thôi. Bà đứng lại đó. Nhưng mà ông định nằm đó luôn hả? Phải đi xử lý chứ. Bà đi ra ngoài đi. Nhưng mà ông phải ngồi dậy đi vô toilet đi. Tôi nói là bà đi ra ngoài. Thôi ông đứng dậy đi rồi tôi lấy quần áo cho ông thay. Đi giùm cái. Bà có biết tất cả mọi chuyện này đều là vì bà không? Vì bà mà tôi mới rơi vào cái hoàn cảnh như vậy nè. Vì cái bánh sáng này của bà, một thằng học sinh lớp 12 ị đụng nó, bà biết không hả? Tôi xin lỗi. Lúc nào bà cũng xin lỗi xin lỗi. Tôi xin lỗi nhiều mà tôi không có cố ý. Bà thôi đi. Bà biết là bà phiền phức lắm hay không hả? Bà đừng cố tỏ ra là mình quan tâm người khác nữa. Bà rất là phiền, bà rất là phiền. Lại gần đây coi. Sao hai ông né tôi dữ vậy? Hả? Né đâu?
Dịch bệnh mà, giữ khoảng cách an toàn. Tôi tắm rửa sạch sẽ rồi, yên tâm. Bây giờ đi sạch. Nhưng mà mày là người đã có tiền sự ẻ đun. Ừ. Không có lý do gì thuyết phục để mày giữa sân khấu mày làm cái toẹt ra như vậy được. Mày có thể xin ra ngoài mà ít ra là có thể nhảy xuống sân khấu được mà. Tôi cũng đâu có muốn đâu. Lúc đó Chinh đang ở trên sân khấu. Bây giờ mà tôi bỏ đi nha, rồi Chinh diễn không được, kịch bể Chinh buồn sao? Mày toẹt ra đó Chinh hết buồn. Tao nói thiệt nha, bây giờ trong trường chỉ cần nghe tới tên Cường thôi là người ta hình dung ra một đống. Đâu á. Vấn đề là Chinh đang rất buồn. Mấy ông phải giúp tôi. Giúp mà. Có cách nào lấy lại sự trong sạch tôi không? Mình là anh em chí cốt mà. Mấy ông đừng kỳ thị tôi nữa được không? Đừng có trốn nữa mà. Một lần này thôi. Chinh, cho Cường xin lỗi đi Chinh. Chinh, ông đi ra đi, ông đừng có đi theo tôi nữa mà. Chinh, Cường xin lỗi mà, đó chỉ là sự cố thôi, Cường không muốn như vậy. Thôi được rồi, Chinh không có trách gì Cường hết á. Nhưng mà từ nay, Cường đừng có đi theo Chinh nữa nha. Tránh xa Chinh ra đi, làm ơn. Trời, trời, tiền, tiền của Chinh nó mất tiêu rồi nè. Sao vậy? Không biết nữa. Ủa, Chinh bỏ tiền trong đây mà sao giờ hết thấy nữa rồi nè. Chinh kiểm kỹ lại coi. Kỳ vậy trời, Chinh nhớ Chinh bỏ trong này mà. Ai lấy tiền của mình vậy trời? Vậy mắt gì tụi mày nhìn tao? Tao không có biết gì nghe. Không phải bà thì là ai hả? Ở đây ai không biết á là bà không thích Trinh. Bà lấy tiền của người ta thì bà trả cho người ta đi. Ê cái thằng kia, tao thấy mày quá đáng rồi đó. Tao ghét Trinh thì liên quan gì tới mày hả? Thằng ý đụng thì liên quan gì hả? Mắc gì mày lôi chuyện đó vào hả? Mày muốn sao? Sao hả? Thằng ý đụng. Đùng đùng đùng. Đun đun đun. Mày đun. Thôi đủ rồi mà. Tôi sẽ đi mét cô. Lúc đó cô lục cặp từng người á là biết ai lấy tiền liền cái gì. Gì má, ai cho? Lỡ trong cặp người ta có đồ nhạy cảm thì sao? Cái này á là đụng tới quyền riêng tư của người ta đó nha chưa. Đúng rồi đó. Không được à. Bậy à. Ê, mà anh bé Trinh nó mất nhiêu tiền vậy? Trinh mất 5 triệu á. Ôi, đi học mất nhiều tiền dữ vậy. Thì tiền của Trinh, Trinh muốn mang bao nhiêu là quyền của Trinh mà. Đúng rồi. Mang bao nhiêu nhưng mà không biết giữ thì ráng qua triệu đi, khóc khóc. Mấy ông im giùm tôi cái. Mày bớt mày gái giùm tao cái. Mày thích thở không? Tôi đi mét cô. Đi mét cô đi. Rồi cô giải quyết á, xong mọi chuyện dở lẽ ra nha. Không phải tao nha, tao coi tụi bay nha. Xin lỗi tao sao nha. Cần ngồi đi. Số tiền nó chắc quan trọng với Trinh lắm hả? Ừ. Rồi trong lớp á, Trinh có nghi ngờ ai không? Trinh cũng không biết nữa. Nhưng mà bây giờ có nghi ngờ thì cũng đâu làm gì được đâu. Nhưng mà mình đâu để mất tiền như vậy được.
Rồi Trinh có báo cho cô chưa? Trinh có báo với cô rồi. Khổ nỗi hôm nay cô không có tiết nên là không có giải quyết được á. Mà thôi, Trinh không sao đâu. Kiền không có cần phải quan tâm Trinh dữ vậy đâu. Sao mà không quan tâm Trinh được? Cường nhất định sẽ tìm lại tiền cho Trinh. Cường nói là Miêu dễ ăn lắm á, phải muốn tìm á là tìm được đâu. Nhưng mà điều quan trọng bây giờ là Cường phải lo cho bản thân của mình kìa. Chứ không có sao đâu. Vậy nên Cường không cần phải quan tâm Trinh như vậy đâu nha. Trinh phải vui thì Cường mới vui được. Nhất định, nhất định Cường sẽ tìm lại tiền cho Trinh. Vấn đề bây giờ không phải là ai lấy, mà vấn đề là làm sao tìm được 5 triệu liền bây giờ đứa này à. Mấy ông có tiền không? Cho tôi mượn đi. Trời, còn đi học mà làm sao có số tiền lớn vậy được. Chết Trinh rồi. Còn cách nào không? Không phải là không có cách. Có hả? Hey, ông cứ nói đi. Bây giờ tôi làm trâu, làm chó, làm bò gì cũng được. Đừng có cắt cổ mổ họng ai là được. Giúp tôi, giúp tôi. Đây là cơ sở kinh doanh tư nhân của tôi. Những anh em ở đây có nhiệm vụ tổng hợp và săn bắt những lì phun HD không che từ các nước Nhật, Hàn, Trung và châu Âu. Còn đây là đội trưởng tổ sale và có nhiệm vụ bán những clip này qua nước ngoài và những IP trong nước và nước ngoài luôn. Alo. Để nói được 59 tiếng. Ghi. Em nhận được tin nhắn bên Telegram rồi anh. Sao anh? Làm gì với khách người Nhật hả? Ok anh, nói máy giùm em đi. Moshi moshi. Watashi wa tun desu. Donai ga tsukirai desu ka? Nani? Nobita? Chien? Dữ vậy? Đúng rồi. Sugoi. Hãy. Nào có link á, gửi cho tôi nha. Thầy luôn. Ừ. Nobita, Chien. Ủa, tưởng là Suka. Hả? Thôi thôi, Chien thì thôi, okay, nào okay. Nobita, Suka thì nhớ gửi. Ok. Ok, ngoài cái chuyện mà tổng hợp săn bắt những cái link đó, anh em ở đây còn làm giúp phim nữa. Ghê hả? Đúng rồi. Có nghĩa là những cái clip mà bạn coi trên mạng là từ nước là Nhật, Hàn, Trung hay là Tây Âu hay là Trung Á, Kazakhstan, Dubai hay là Ukraine, Ba Lan này kia đó. Không phải đâu. Người ta quay nữa thôi. Ta mang về đây, ta gửi sổ cấp về đây. Xong rồi mình giật. Trời. Xịn như trời. Đúng rồi, đúng rồi. Ông nói ông làm gì mà ông ngồi tự kỷ mình góc vậy? Ông làm sách thú. Gì ghê vậy? Không, bạn đừng bất ngờ cái thái độ đó. Thật ra cái phim này giống như một cái phim tài liệu vậy đó. Nó là quá trình mà sinh sản giao phối giữa các loài động vật hoang dã. Đó, thành ra bạn, tôi và chúng ta nên dành những sự tôn trọng nhất định cho anh chàng ấy. Vậy là giờ tôi phải đi phân phối mấy cái thẻ nhớ USB phim con heo với lại mấy cái tạp chí người lớn này hả? Đúng rồi. Mày sẽ được 10-15% doanh thu. Nhưng mà lỡ bị bắt rồi sao? Nói mày nghe nè. Trường hợp này thì tao chưa gặp. Suốt bao nhiêu năm nay hệ thống bán hàng của tao hoạt động suôn sẻ. Nhưng mà vậy sao giờ ông mới nói tôi biết? Đó chính là lý do tới giờ tao chưa bị bắt. Thì khi nào mình bắt đầu được? Cắt vô đi.
Alo. Ông Hiếu, tôi gửi tiền cho ông rồi đó. Ừ. Ông chuyển khoản cái tiền công mà tôi làm cho ông đi. Rồi tôi còn gửi cho Trinh nữa. Rồi hả? Ừ. Cái gì? Ông đang bị truy nã hả? Sao đỏ đang lùng không hả? Rồi giờ ông sao? Đi trốn hả? Nhưng mà tôi còn phải đi học nữa. Ông Hiếu. Tôi vậy nè, xứng không? Xứng. Xứng đúng không? Hả? Ừ. Không được. Tôi bà là Thảo hả? Ừ, tôi nè. Ông sao vậy? Ủa? Sao nay bà đẹp quá vậy? Thiệt hả? Cảm ơn ông nha. Tôi không thích Trinh nữa. Tôi muốn nói chuyện với bà. Gia đình tôi phải chuyển lên Sài Gòn á. Cô lên Sài Gòn làm gì? Thì nhà tôi có việc cho nên là chuyển lên đấy. Rồi ba tôi cho nhập học ở trên này luôn. Mà nè, ông đừng có buồn nha. Có gì đâu buồn. Thì mai mốt bà về bà thăm tôi được mà. Nhưng mà ba tôi chuẩn bị cho tôi đi du học rồi. Ông đừng có buồn nha. Trời, tôi dễ gì tôi buồn được. Đi tốt cho bà mà. Nhớ là không được buồn nữa đó. Ừ. Peace comes as we part.